Với tiếp tục những cái mẹo hay ở trên điện thoại và trên máy tính, thì video tiếp theo này, những bạn nào mà đang dùng iPhone, các bạn chưa biết cách các bạn để bảo mật những cái ứng dụng cũng như là khóa ứng dụng ở trên iPhone khi mà không may người khác mượn máy của các bạn muốn truy cập vào các cái ứng dụng đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn có thể khóa cái ứng dụng đó, các cái ứng dụng ở trên điện thoại iPhone bằng Face ID và trên chính cái tính năng có sẵn ở trên iPhone của các bạn nhé. Các bạn không cần phải tải thêm bất kỳ một cái phần mềm ứng dụng nào khác nữa, cực kỳ hiệu quả và hữu ích. Đặc biệt những bạn nào mà dùng hệ điều hành mới thì các bạn nên tham khảo cách này nhé. Ok, để tạo được cái phần khóa ứng dụng bằng Face ID thì tất nhiên rồi, các bạn phải cần cho mình một cái ứng dụng mặc định ở trên điện thoại iPhone, đó là cái ứng dụng phím tắt nhé. Rồi, thì đa số những cái phiên bản iOS đời cao đã có cái phần ứng dụng phím tắt này rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc chọn vào cho mình. Rồi, ví dụ các bạn đang ở phần phím tắt này, các bạn sẽ chọn cho mình là mục tự động hóa. Ok chưa? Rồi, trong cái mục tự động hóa này, các bạn chọn cho mình vào cái phần là tạo mục tự động hóa cá nhân. Đó. Các bạn tiếp tục kéo xuống phần ứng dụng cho mình, tìm đến mục ứng dụng nhé. Đây, mục ứng dụng này các bạn sẽ chọn vào cho mình. Rồi, thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái phần tạo tự động mới. Thì các bạn sẽ chú ý đến cái mục phía dưới này được mở nhé. Nếu mà bạn nào mà đang chọn là bị đóng như thế này thì các bạn hãy tắt đi để mỗi được mở thôi. Rồi, trên phần ứng dụng này các bạn sẽ chọn cho mình ứng dụng. Thì tại đây các bạn sẽ chọn cho mình bất kỳ một cái ứng dụng nào mà các bạn mong muốn các bạn bảo mật khóa ứng dụng bằng Face ID. Đó, mình lấy ví dụ như cái ứng dụng Facebook này chẳng hạn. Mình sẽ chọn thêm một vài ứng dụng nữa. Rồi, cái ứng dụng Gmail chẳng hạn. Tiếp tục này, mình sẽ chọn ứng dụng đây, thêm một vài ứng dụng đi. Ứng dụng tin nhắn này chẳng hạn. Đấy, xong này. Mình chọn 3 ứng dụng nhé các bạn nhé. Thì cái số lượng ứng dụng các bạn sẽ thấy là nó hiển thị ở trên phần này, bất kỳ trong 3 số ứng dụng. Các bạn có thể chọn nhiều hơn, ok chưa? Rồi, sau khi các bạn chọn xong, các bạn chọn tiếp cho mình. Đấy, tiếp cho mình. Và trong cái mục tiếp này, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần thêm tác vụ, các bạn sẽ chọn vào. Và các bạn sẽ chọn vào cho mình cái ô tìm kiếm ứng dụng và tác vụ nhé. Các bạn sẽ nhập cho mình chữ màn hình khóa. Đây, màn hình khóa. Nó sẽ hiển thị gợi ý ngay đầu tiên, các bạn sẽ chọn vào. Rồi, thực hiện tất cả các bước này xong, các bạn chọn tiếp cho mình. Và chú ý phần bên dưới, hỏi trước khi chạy. Tức là khi mà các bạn sử dụng cái phần cái phím tắt này, nó sẽ không hỏi lại để tránh các bạn bị hiển thị trên màn hình nhé. Các bạn chọn tắt đi. Đấy, không hỏi. Rồi, các bạn sẽ chọn xong cho mình. Như vậy là đã xong nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra này. Và bây giờ mình sẽ vào một cái ứng dụng bất kỳ. Nếu mà không có Face ID thì các bạn sẽ thử xem nó có mở hay không nhé. Bây giờ mình sẽ vào những cái ứng dụng mà mình đã chọn nhé. Có 3 ứng dụng tin nhắn, Gmail và Facebook. Bây giờ mình ví dụ như mình vào ứng dụng Facebook trước. Mình sẽ tránh cái Face ID của mình ra, tránh khuôn mặt ra để xem nó có mở hay không nhé. Ví dụ như đây này, đang sử dụng mở khóa bình thường nhé, đang sử dụng màn hình bình thường. Mình chọn Facebook này. Đấy, ngay lập tức cái phần màn hình nó sẽ được khóa luôn. Mình sẽ mở Face ID này. Đó, thì các bạn mới sử dụng Facebook được nhé. Tiếp tục cái ứng dụng Gmail này, mình sẽ chọn vào Gmail nhé. Đấy, ngay lập tức cái phần màn hình khóa nó sẽ được khóa luôn. Bởi vì không phải là các bạn, nên là cái Face ID nó sẽ khóa cái ứng dụng đó. Tương tự cái phần tin nhắn nhé, mình sẽ chọn vào mục tin nhắn này. Đó, ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra màn hình khóa luôn. Đó, thì hy vọng với cái cách áp dụng này, các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả khi các bạn sử dụng iPhone. Và các bạn có thể khóa các cái ứng dụng mà mình mong muốn để đảm bảo an toàn cũng như là bảo mật riêng tư cho các bạn trên điện thoại iPhone nhé. Với cách khóa ứng dụng bằng Face ID mà mình vừa giới thiệu cho các bạn dành cho những bạn nào mà đang dùng iPhone, hy vọng thông qua cách này các bạn có thể dùng một cách hiệu quả và tối ưu nhất cho chiếc điện thoại của các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like và ủng hộ mình thêm bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ thật nhiều cho người thân bạn bè biết video này để các bạn có thể áp dụng nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình nhé.